Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình đến với đại lý chính thức Kubota, công ty Long Bình, một thành viên Chi Tôm An Giang các bạn. Đây là địa chỉ các bạn, 941 khóm 1, thị trấn Chi Tôm An Giang các bạn. Thì hôm nay thì mình sẽ xem máy và báo giá cho các bạn xem ha. Ở đây thì mình có thấy là trưng bày mấy chiếc Kubota, máy cắt và máy kéo. Ở đây thì gồm có là Kubota 5018 và 6040 các bạn. Kubota 5018 thì mình xin nói cho các bạn xem được biết là hỗ trợ cho các anh em ở miền Nam ha. Thì ở miền Bắc thì bên công ty của mình sẽ không hỗ trợ. Là ở ngoài Bắc thì anh em ở ngoài thì liên lạc với công ty gần nhất ở đó các bạn. Thì tại vì ở đây thì mình chỉ tập đoàn của mình thì chỉ là hỗ trợ cho mấy anh em ở miền Nam thôi đó. Thì báo giá mình xem máy và các bạn xem giá xem máy và báo giá cho các bạn xem được biết ha. Tại vì dòng máy này thì cũng chẳng có cái gì để review nhiều. Thì nó là dòng máy Kubota 5018 này thì mình đã review rất là nhiều rồi. Hôm nay thì cập nhật giá cho các bạn xem được biết thôi đó. 5018 thì trong tháng này là tầm khoảng là 365 triệu các bạn. 5018 đó. Dòng máy mới ha. Này, đây là địa chỉ công ty Long Bình, Chi Tôm, An Giang các bạn. Đây là số điện thoại, thì lát nữa mình sẽ để lại số điện thoại cho các bạn xem ha. Thí dụ như trong tháng này mình báo chỉ khoảng trong tháng này thôi, còn những cái tháng sau hay hoặc là tháng khác thì nó sẽ khác ha, nó lên xuống theo tùy theo tháng các bạn. Đây thì hiện tại cái giá là Kubota 5018 này là 365 triệu các bạn đó. Rồi tiếp theo thì mình cùng xem là DC 70 các bạn. DC 70 thì hiện tại là cái giá là 630 triệu, là trong tháng này các bạn. Mình báo rồi mình sẽ nói trực tiếp, nói đi nói lại để cho các bạn xem tham khảo cho nó chính xác. Là trong tháng này là trong khoảng là DC 70 này á, là trong khoảng là 630 triệu các bạn đó. Còn DC 93 này là nó là 770 triệu các bạn đó. Đây là 770 triệu các bạn đó. Anh em mua gì thì tham khảo xem nấy ha đó. Và bên đây thì có trưng bày một chiếc 6040 đó. Thì hiện tại mình báo ở trong cái tháng này là nó là 430 triệu của 6040 hả bà. Dòng máy này thì cũng chẳng có gì để mà review, tại vì mình đã quay rất là nhiều clip về bán máy cũ rồi chạy mài đồng thực tế rồi rất là nhiều các bạn. Do đó nên là chỉ báo giá cho anh em xem thôi. Hiện tại thì địa chỉ của Kubota Long Bình, Chi Tôm, An Giang thì đang bán với cái giá là 430 triệu các bạn đó. Thì dòng máy nào thì cũng được sự hỗ trợ của Kubota, là có sự gì đó thì các bạn muốn khoái cái gì đó thì liên lạc rồi xem chi tiết. Thì mình để số điện thoại nằm ở trên cái màn hình đó. Rồi anh em muốn mua gì đó thì điện vào công ty để mà liên lạc vào công ty để mà mình tham khảo chi tiết cho nó dễ hả bạn. Rồi mình chỉ quay sơ sơ vậy thôi. Đây máy mới thì khỏi phải gì phải nói, bạn thấy không, máy mới là như thế này mới gọi là mới nè. Đây là cái hai chiếc trưng bày. Ở đây thì người ta bán là cái giá đó là nó không có kèm theo cái gì hết trơn hả bạn. Nó không có dần sớ, không có gì hết á. Đó là cái giá trong tháng này là nó vậy hả bạn. Là 365 triệu cho Kubota 5018 này ha. Đó. Đó bạn. Rồi 70 DC 70 Pro này á, là nó là 630 triệu ha. 630 triệu là dòng máy cắt này ha bạn. À,
Rồi bên này mình xem tiếp là DC 913. DC 913 này là nó là hiện tại là 770 triệu ha. Thì anh em muốn xem trực tiếp thì một muốn mua muốn nói chuyện trực tiếp với cái cửa hàng á, chị ở đây thì chị coi cửa hàng này là chị Linh các bạn. Lát nữa mình sẽ để lại số điện thoại cho chị Linh cho các bạn nói chuyện trực tiếp với chị ha. Thì muốn mua hay muốn tham khảo gì đó thì các bạn cứ điện trực tiếp vào số điện thoại mình để trên màn hình. Máy mới thì khỏi cái gì phải để chơi. Dòng máy Kubota này thì hồi nào tới giờ là nó cái độ bền và cái độ làm việc nó hiệu quả thì đã từ lâu đã có rồi bạn. Do đó nên chả có gì để nói thêm. Chỉ tham khảo giá trong cái tháng này cho các bạn xem được biết thôi. Với cái nơi tiện dẹp mình đi ngang đây với một số anh em mà comment ở bên cái kênh YouTube của mình á, thì yêu cầu mình để mà cập nhật cái giá trong cái tháng này cho anh em xem, thì hôm nay mình có dịp mình đi qua đây để mình cập nhật giá cho các bạn ha. Rồi anh em có mà yêu cầu mình tham khảo thêm cái gì thì cứ bình luận ở bên dưới phần comment đó bạn, có dịp mình đi ngang đó thì mình sẽ cập nhật cho anh em ha. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau của mình ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình.